hàng xóm bạn thường xuyên giục hồ điệp, chỗ bạn làm Tết nào cũng trưng hồ điệp, sinh nhật bạn cũng thường xuyên được tặng hồ điệp, thì nên xem hết clip này, bạn sẽ có lan hồ điệp chơi quanh năm. Cách trồng và chăm sóc một chậu lan hồ điệp sau khi trưng hoa. Let's go! Ở đây chúng ta có những chậu lan hồ điệp đã trưng và tàn hoa, cây khá là suy rồi. Mylan TV sẽ lấy một chậu ra để trồng và chia sẻ với mọi người cách trồng lan hồ điệp. Và lần này Mylan TV sẽ trồng nó với than củi nha cả nhà. Đầu tiên là chúng ta sẽ tháo hết cái chất trồng cũ này bỏ đi nha cả nhà. Tiếp theo là cắt tỉa các rễ hư. Rồi, như vậy là đã cắt tỉa sạch bộ rễ rồi. Cái việc tiếp theo là cắt bỏ cái vòi hoa này đi. Rồi, chúng ta đã có một cây hồ điệp rất sạch sẽ ha. Cái lá này thì nó úng rồi, đường nào nó cũng sẽ rớt nha cả nhà. Nhưng mà nó còn một chút dinh dưỡng trong này nè. Mình cứ để đi để nó lấy cái dinh dưỡng này nó nuôi cây. Bây giờ chúng ta sẽ đem cây lan này đi xịt cho nó một liều sát khuẩn nha cả nhà. Xịt mặt trên mặt ướt đều cái cây lan của mình, đặc biệt là gốc rễ mình mới vừa cắt nha cả nhà. Bây giờ thì treo cây lan nơi thoáng mát cho cây lan nó khô ráo và nó sạch khuẩn. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành trồng. Để trồng lan hồ điệp, mọi người có thể trồng bằng chậu nhựa, chậu nan, chậu gỗ hoặc là chậu đất. Có chậu là được. Tiếp theo bẻ móc và móc chậu vào thôi. Rồi, như vậy là chúng ta đã có một cái chậu trồng lan. Giá thể sử dụng trong cái clip này đó chính là than củi, một loại giá thể mà nó rất là dễ tìm đối với tất cả mọi người. Cái than này mua về xử lý như thế nào trước khi trồng thì Mylan TV đã chia sẻ ở clip trước, mọi người tìm cái clip kế cái clip này để mà xem nha cả nhà. Việc đầu tiên là những cục than to như thế này nè, mình chọn để mình để dưới đáy chậu. Sau đó mình sẽ lót một cái lớp mút xốp vào. Rồi tiếp theo mình bỏ những cái cục than lớn vào. Than bỏ trên bề mặt thì mình bỏ những than nhỏ nhỏ như thế này, để nghĩa là bên dưới thì thoáng, bên trên thì phải giữ ẩm tốt. Và những cái than nhỏ này thì nó làm cho cái bề mặt kín hơn. Bây giờ thì cây lan nó cũng đã khô ráo rồi, tiến hành trồng và cố định vào trong cái chậu lan thôi. Sử dụng dây buộc vào cái dây treo này cả nhà, rồi quấn qua cái vòi hoa. Rồi quấn vào đây một lần nữa, tiếp tục quấn một vòng nữa qua cái gốc là đảm bảo cứng nha cả nhà. Quấn qua gốc và chúng ta quấn qua bên cái móc bên này. Rồi, như vậy là cây lan đã được cố định vào chậu lan. Nhưng mà để chắc hơn nữa và cái rễ này nó được giữ ẩm tốt hơn thì mình cần một lớp than nhỏ, nhuyễn hơn để lắp lên những cái rễ này. Việc cuối cùng, ở đây có cái giớn hồi nãy mình lấy trong cái chậu hồ điệp ra, mình mang đi rửa sạch. Mình sẽ rải xung quanh cái gốc nha, rải xa gốc đây cả nhà. Đừng có để mà đắp vô trong gốc, đắp vô gốc là nó thú quắc luôn á. Mọi thứ đã xong thì mang cái chậu lan này treo nơi thoáng mát. Hai ngày sau mang ra vườn chăm tưới theo chế độ cây trong vườn là được nha cả nhà. Hãy bấm theo dõi Mylan TV để cập nhật cái cách mà trồng và chế độ chăm sóc phân bón cho chậu lan hồ điệp này. Clip tiếp theo Mylan TV sẽ chia sẻ cách trồng lan hồ điệp với sơ dừa. Mọi người nhớ theo dõi để cập nhật nha.